Vâng, xin chào mừng quý vị các bạn khán giả đã quay trở lại với những diễn biến của bảng B giải đấu quốc tế APL 2020 sẽ được phát sóng trên các kênh sóng của Garena Liga Mobile, YouTube và Facebook của Garena Liga Mobile cũng như trên platform chính thức của giải đấu APL 2020 đó là Nono Live. Và khu vực Việt Nam rất hân hạnh được tài trợ bởi platform Nono Live. Và ngoài ra các bạn có thể theo dõi toàn bộ những tin tức và lịch thi đấu của giải đấu APL trên trang web apl.liênquân.gana.vn. Chúng ta cũng có thể tham gia sự kiện đồng hành có tên Sức mạnh Việt Nam trên trang là event.apl.liênquân.arena.vn, và qua đó có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn như là iPhone XS Max, như là trang phục Narcos ADC. Và rõ ràng chúng ta cũng vừa trải qua một trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cầm hòa được Baza Gaming với tỷ số là 1-1. Và qua đó thì chúng ta sẽ có một quãng nghỉ khi mà theo dõi hai đối thủ đó là đội tuyển Team Elvo và Buram United trước khi mà trận derby thứ hai của AOG diễn ra ngay sau trận thi đấu này, đó là cuộc đối đầu giữa Team Flash và Fast TV. Team Flash đội tuyển vừa mới có được một sự trở lại trong màn đối đầu với Baza Gaming. Rõ ràng là khi mà chúng ta gặp Baza Gaming thì nhiều người mong chờ một chiến thắng 2-0 cho Team Flash, đúng không? Một chiến thắng mang tính chất rửa mặt khi mà từ qua hôm nay thì các đội tuyển đến từ AOG chúng ta đã phải thua thiệt khá nhiều trong những màn đối đầu với các đội tuyển đến từ APL. Nhưng Flash cũng chỉ có được một trận hòa trước Baza Gaming mà thôi. Ngày hôm nay Team Flash sẽ có màn đối đầu thứ hai với đội tuyển cũng đến từ AOG, đó là Fast TV, nhưng đó sẽ là trận đấu thứ tư. Và trận đấu thứ ba mà tôi và Hugh Cooper sẽ gửi đến quý vị và các bạn sẽ là của đội xếp giữa hạt giống số 1, hạt giống số 1 của APL, đó là Buriram United, và đội tuyển đến từ ASL là Team Envo. Team Envo là đội tuyển đã phải nhận thất bại trong trận đấu mở màn của ngày hôm nay trước đội tuyển Flash Group đến từ GCS, và đây sẽ là một thử thách lớn nữa dành cho Team Envo. Tại bảng A thì có một đội tuyển cũng đến từ ASL, đó là DG Esports, đúng không? Nhưng DG Esports đã phải nhận cả hai thất bại trong ngày khởi đầu của họ. Và Envo ngày hôm nay thì cũng đã thua trận đầu tiên rồi. Đây sẽ là trận thứ hai, cũng là trận cuối cùng. Và rõ ràng thì đối thủ của họ so với cả trận thi đấu đầu tiên mà họ để thất bại cũng thật sự là còn mạnh hơn rất nhiều. Đó là đội tuyển số 1 của khu vực APL, Buriram United. Esports rõ ràng đây là một đội tuyển mà chúng ta không thể nào coi thường rồi. Họ còn thậm chí là một trong những ứng cử viên có chức vô địch cơ, và sẽ là một trong những đối thủ rất đáng gờm của Team Flash tại bảng B này. Và tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu mà tôi kỳ vọng vào một trận thi đấu 2-0 đến từ bên phía của Buriram United Esports, bởi vì rõ ràng họ là một trong những đối thủ được kỳ vọng rất cao tại giải đấu này. Và chúng ta cùng nhau đến với video giới thiệu đội hình của cả hai đội tuyển. Qua là những hình ảnh đến từ cả hai đội tuyển, có thể thấy được rằng Buriram United Esports là đội hình có đến 8 tiền thủ. Có thể nói họ đang quy tụ một dàn sao, những siêu sao hoàn hảo nhất tại Thái Lan thời điểm hiện tại. Ngay sau khi mà APL mùa hè 2020 kết thúc thì họ lập tức chiêu mộ về Defox N và Zombie, dẫn tới trường hợp mà đội tuyển Baza Gaming gần như đã phải giải thể. Nhưng trước khi mà vòng loại của Road APL Thái Lan khởi tranh thì họ đem về những cái tên hoàn toàn mới đã thi đấu với Team Flash ở bàn thi đấu trước đó. Và đây là đội hình ra quân của Buriram United Esports trong trận thi đấu này, bao gồm Summer vị trí tà thần Caesar, đi rừng F1, đường giữa Nunu, vị trí đường rồng là 007X, và cuối cùng vị trí hỗ trợ là Isilindit. Đây một đội hình khá quen thuộc. Nhưng tôi nghĩ rằng họ hoàn toàn có thể giấu những nhân tài mà họ đã chiêu mộ về từ giai đoạn trước khi mà APL khởi tranh. Đồng ý. Và nhân tố mà tôi đang muốn nói tại đây đó là Zombie. Khi mà một trong những điểm yếu của Buriram United Esports còn tồn đọng hiện tại là khi mà Overfly rời đi thì Summer vẫn chưa thể nào chứng minh được rằng anh ta có đủ những sức thuyết phục để có thể trấn thủ khu vực đường tà thần Caesar dành cho bên phía của Buriram. Và đó là lý do mà tôi nghĩ rằng Buriram United họ đã đưa về Zombie. Và hoàn toàn trong thi đấu cuối cùng của ngày thi đấu ngày hôm nay thì Fast TV cũng sẽ phải đối đầu với Zombie hoặc Summer. Thì dù sao đi chăng nữa đều là hai người chơi đường tà thần Caesar rất xuất sắc đến bên phía của Buriram. Còn đối với cả Team Elvo thì đội hình của gia quân của họ vẫn khá tương tự những gì đã diễn ra với cả đội hình đối đầu với cả Flash Group. Và tôi không đánh giá quá cao đội hình của Team Elvo trong trận thi đấu này. Vẫn là Jin, VQ, Sipeng, DIY và cuối cùng là Damski, không có quá nhiều thay đổi.
Có chăng là nhìn vào đội hình này tôi thấy được rằng sẽ là rất thành công nếu như họ không thua trước Iran. Không thua. Để mà nói là có thể thắng được trước Iran thì đây là một cái điều quá khó để họ có thể làm được tại thời điểm này. Tôi nghĩ rằng Buriram ở vào thời điểm hiện tại còn mạnh hơn Buriram ở vào thời điểm AIC 2019 khi mà họ đã phải nhận thất bại trước Team Flash ở trong trận đấu chung kết. Đó là trận đấu mà chúng ta nghĩ rằng là Team Flash sẽ khó khăn hơn, sẽ gặp khó khăn hơn những gì đã diễn ra trên thực tế, đúng không? Nhưng Team Flash đã có một chiến thắng có thể coi là tương đối là dễ dàng trước Buriram United. Nhưng bây giờ thì để có được điều đó lặp lại thì không phải chuyện dễ một chút nào cả, thực sự khó luôn chứ không phải là dễ. Player to watch ở trong trận đấu này đó sẽ là F1 và VQ. Đây là hai người chơi ở khu vực đường rừng của đôi bên. Đối với VQ thì anh ta đã có cho mình hai ván đấu rồi với hai quân bài sử dụng là Phoenix cùng với Kera. Nhưng đương nhiên rồi, khi mà bạn đã phải nhận thất bại trong cả hai ván đấu đó thì đó sẽ là những con số không ấn tượng dành cho người đi rừng của đội tuyển Envo. Đồng ý. F1, người chơi đi rừng mà chúng ta đã quá quen thuộc rồi, hay trước kia chúng ta biết đến cái tên là First One. Thì anh ta vẫn là một trong những người chơi đi rừng có thể nói là hoàn thiện bậc nhất tại Thái Lan. Và Blooming sẽ cần phải mất rất nhiều thời gian nếu như muốn thế vào được vị trí đến từ F1. Thì F1 có thể thay đổi vị trí từ rừng sang vị trí xạ thủ, nhưng anh ta là một trong những mảnh ghép không thể thiếu. Và trong tất cả những trận đấu của Buriram thì anh ta là một trong những người duy nhất mà không bao giờ bị lung lay vị trí đánh chính của mình. Trong khi đó thì bên phía của team Elvo thì đó là VQ. VQ thì cũng đã có màn ra quân với Flatwood, nhưng không quá bất ngờ, không quá để lại được ấn tượng sâu sắc gì trong chúng ta cả, bởi đó là một trận thi đấu khá chóng vánh khi mà đại diện DTCS chỉ mất một khoảng thời gian rất ngắn để có thể có được cho mình 3 điểm đầu tiên trong ngày thi đấu ngày hôm nay. Đây sẽ là trận đấu để chúng ta đóng vai trò gọi là nghiên cứu về chiến thuật của bên phía Buriram nhiều hơn, khi mà đại diện của Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay đó là Fast TV sẽ chạm trán với Buriram United Esports trong trận thi đấu cuối cùng của ngày thi đấu ngày hôm nay. Và đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn đối với Fast TV khi mà ngày hôm nay thì lịch thi đấu đối với họ là tương đối dày đặc và cũng rất khó để có thể vượt qua. Đây là Nunu, hay còn được biết đến là Nuta Blomlock. Anh ta là một trong những người chơi đường giữa có thể nói là có kỹ năng cao bậc nhất tại Thái Lan rồi. Còn người đứng huấn luyện viên đằng sau đội tuyển Buriram United Esports cũng chính là huấn luyện viên đã giúp cho đội tuyển quốc gia Thái Lan đem về được tấm huy chương vàng tuần tuyển SEA Games 30. Và anh ta cũng là người thầy của Bunoping, huấn luyện viên Misgan. Có thể nói Buriram United Esports họ đang dùng, họ đã đầu tư rất nhiều tài nguyên và để đem về cho mình những bản hợp đồng bom tấn như đi Phong E, như Zombie, thì trận thi đấu này vẫn chưa ra quân. Nhưng tôi nghĩ rằng trong những trận đấu quan trọng, đặc biệt là khi đối đầu với Team Flat hay One Team, thì có thể là đi Phong Sen và Zombie sẽ được tung vào, bởi họ là cũng là hai người chơi có thể nói là có kỹ năng cá nhân cao bậc nhất của Thái Lan. Đi Phong Sen tại giải đấu lần này thì được đăng ký ở khu vực đường rừng. Tôi nghĩ rằng có lẽ anh ta sẽ là người hoàn toàn có thể thay thế cho vị trí của W7X đồng ý ở khu vực đường xạ thủ, với khả năng sử dụng rất tốt những con bài xạ thủ của mình. Và rõ ràng đây sẽ là một ưu thế của Buriram United so với các đội tuyển khác tại bảng B nói riêng và tại cả giải đấu nói chung, khi mà họ sở hữu một lực lượng là cực kỳ đông đảo. Với những con người như vậy thì Buriram hoàn toàn có thể giấu rất nhiều những con người quan trọng, những bài đánh quan trọng của mình ở trong trận đấu, nó ở tầm khác, nó ở vị thế khác như khi đối đầu với Team Flash hay đối đầu với One Team chẳng hạn. Bởi lẽ chúng ta biết rằng ở bảng B thì là một bảng đấu có đến 3 đội tuyển là nhà vô địch của các khu vực khác nhau, đó là One Team tại GCS, đó là Buriram United tại APL và đó là đội tuyển Team Flash ở AOG của chúng ta. Và việc có cho mình một lực lượng dồi dào như là Buriram United thì nó là một ưu thế không nhỏ dành cho Buriram ở trong giải đấu lần này. Một giải đấu sẽ kéo dài trong quãng thời gian, nó rơi vào hơn một tháng trời, một quãng thời gian là rất lâu và rất dài hơi. Các bạn hoàn toàn thể theo dõi toàn bộ diễn biến của APL 2020 trên NonoLive ngay bây giờ để có thể tham gia sự kiện dự đoán và bình luận để nhận các trang phục có giá trị là 799 quân huy. Hãy nhanh chóng vào NonoLive để có thể tham dự các sự kiện đồng hành cùng với cả APL 2020. Và chúng ta cùng nhau bước ngay vào ván thi đấu đầu tiên giữa Buriram và team Evo. Có thể nói được rằng tâm lý của các thành viên Buriram là rất thoải mái. Và tôi nghĩ rằng mục tiêu cao nhất của họ cho trận đấu này là có được 3 điểm trọn vẹn. Chắc chắn rồi. Tốt nhất gì đội tuyển Việt Nam hay là các đội tuyển đến từ khu vực Việt Nam của chúng ta, khu vực AOG, có thể có được cho mình một cái lịch thi đấu mở bát mà gọi là có một đội tuyển nhẹ nhàng thế này, thì có lẽ là chúng ta sẽ nóng máy tốt hơn, đúng không? Buriram lại có một sự hậu thuẫn khá tốt khi mà ngay trận thi đấu đầu tiên họ sẽ có được một sự củng cố tinh thần rất lớn nếu như thắng được team Elvo tỷ số là 2-0. Và sự lựa chọn đầu tiên của bên phía Buriram đó là Summer với Richter, một quân bài đấu sĩ không còn quá xa lạ nữa. Và hai lượt cấm của họ là Kira cũng như Yena, trong khi đó thì Elvo cấm vào hai quân bài hỗ trợ, trong đó có Zip và Timmy. Cấm Zip và Timmy, những lượt cấm chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều lần khi phải đối đầu với các đội tuyển đến từ khu vực APL. Gần như
là Timmy sẽ được cấm với một sự ưu tiên khá lớn, có thể là cấm ở ngay phase đầu tiên hoặc sẽ là phase thứ hai. Elvo đã hướng đến cho mình một trợ thủ sớm. Khi họ cấm đi hai trợ thủ thì chọn luôn trợ thủ mà có lẽ sẽ không thể bỏ qua, đó là Alice. Để cho Alice rơi vào tay của một người chơi hỗ trợ của Thái Lan của khu vực APL như là Islandit sẽ là cực kỳ nguy hiểm, khi chúng ta đã nhìn thấy Moss sử dụng Alice khiếp như thế nào trong ngày hôm qua rồi. Đó, Ryoma là lựa chọn thứ hai dành cho bên phía của Envo. Hơi bất ngờ, Ryoma. Hơi bất ngờ với vị trí của Ryoma khi ta sẽ có trong trận đấu này. Đồng ý, tôi cũng khá bất ngờ. Tại sao nếu như là Ryoma trong một trận đấu Go 7 hoặc Go 5 thì tôi có thể gọi là có một chút lòng tin, nhưng trong một trận đấu mà chúng ta đòi hỏi là không có luật cấm chọn quốc tế và cũng như là các đội tuyển đều lựa chọn những miếng đánh chắc tay và mạnh nhất của mình, thì việc lấy đi Ryoma là một vốn là một trong những sự lựa chọn không còn là ưu tiên quá lớn, thì cũng là một trong những bất ngờ điều hơi đáng lo dành cho team Elvo trong giai đoạn cấm chọn này. Và bên phía của Buram đang có Chauna dành cho Isilindit, và tiếp đến là quân bài Rat trong tay của Nunu. Nunu thì đối với Rat thì đây là một quân bài khá tín trong tay của anh ta. Còn đối với cả Isilindit thì Chauna là một trong những sự lựa chọn cũng khá mới mẻ tại giai đoạn vòng bảng năm nay của APL. Có lẽ là lựa chọn Chauna để khắc chế vào Alice chăng? Với những tình huống thả dòng chảy thời không thì Chauna có thể bật một cỗ loạn và giúp cho những người đồng đội của mình có thể thoát đi khỏi cái dòng chảy đó một cách khá dễ dàng. Trong khi đó thì đối với Nunu sử dụng quân bài Rat thì cũng không có gì phải ngạc nhiên cả. Nunu là người đã có được danh hiệu vô địch của giải solo tại AIC 2019 với kỹ năng cá nhân vào dạng khủng khiếp nhất trong số các tuyển thủ không chỉ tại Thái Lan mà còn ở đấu trường quốc tế nữa. Và với một quân bài đòi hỏi kỹ năng cao như là Rush ở trong tay của Nunu sẽ là một sự đe dọa thực sự ghê gớm ở cục đường giữa đối với đội tuyển Envo trong trận đấu này. Wow, team Envo họ sẽ chơi Elandor. Liệu sẽ ở vị trí đi rừng hay vị trí đường xạ thủ đây? Và chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những màn trình diễn Elandor của những người chơi đi rừng hàng đầu tại khu vực của chúng ta, khu vực của Việt Nam cũng như là những khu vực khác như APL, GCS. Và lần này thì đến lượt người Indonesia, người đến từ khu vực ASL sẽ thể hiện kỹ năng cá nhân của mình với quân bài Elandor. Và tôi nghĩ rằng nhiều khả năng nó sẽ đi rừng trong tay của VQ hay chăng? Bởi nếu như Ryoma đi rừng tôi không đánh giá quá cao. Và tiếp theo là một sự lựa chọn cũng không còn là một sự lựa chọn quá hot tại thời điểm này nữa, đó là quân bài Tulen được nhà hàng. Có vẻ như đội hình của bên phía team Elvo đang, tôi đang cảm nhận được một cái sự hơi thiếu một cái tính kết nối trong tình huống giao tranh tổng đến từ đội tuyển này. Nên nhớ rằng là thứ hạng của đội tuyển team Elvo tại ASL chỉ là vị trí thứ tư mà thôi. Và họ đã đánh bại được Evote để có thể có được cho mình suất thứ hai tham dự tại APL. Nhưng đó là khoảng thời điểm mà họ đánh một cách gọi là phong độ. Họ đánh từ chiếu dưới lên và họ phải leo tháp, nên cái việc mà họ có cho mình một phong cách đánh xuất thần để có mặt tại APL là một điều không quá bất ngờ. Nhưng khi mà họ bước vào trong một trận đấu quan trọng, một trận đấu quốc tế như thế này, thì bắt đầu những cái điểm yếu của Elvo đang được bộc lộ ra. Và tôi không đánh giá quá cao giai đoạn cấm chọn này đến từ bên phía của team Elvo, nhưng ít ra họ vẫn có cho mình một lượng sát thương rất dồi dào đến từ Elandor, đến từ Tulen, và có cho mình một quân bài hỗ trợ rất mạnh giai đoạn cuối trận đấu, đó là quân bài Alice. Đồng ý. Đặc biệt trong giai đoạn đầu trận thì tôi nghĩ rằng đây là đội hình mạnh đầu trận của Elvo với Elandor, với Tulen nhé. Tulen chỉ cần level 2 là anh ta có thể tích được lượng nội tại rất lớn với tình huống băng vào của mình rồi. Và Ryoma cũng là vị tướng mạnh rất sớm, mạnh rất sớm. Ryoma ở phiên bản này thì cũng đã được tăng gấp đôi số lần lướt rồi, gấp đôi canxi để làm gì. Ryoma cũng đã có được 2 lần lướt với thần hành bách biến của mình và cũng sẽ rất cơ động ở trong tình huống anh ta có thể chọc quấy khu vực rừng của đối phương. Nhưng Buriram United thì họ đang lựa chọn cho mình một đội hình có lẽ là nó phù hợp với giải đấu lần này, đó là một đội hình với một xạ thủ đi rừng và hai đấu sĩ ở hai đường cánh, cùng với một vị trợ thủ có khả năng cứng cáp và một vị trí ở khu vực đường giữa có khả năng make play tốt, đó là quân bài Rush. Lựa chọn cuối cùng của Elvo, Ata khu vực đường trên. Ata là một trong những quân bài không thường xuyên được lựa chọn tại APL năm nay. Ở khu vực đường tà thần Seja, khả năng hồi phục khi liên tục có thể gọi là gây sát thương bằng những đòn đánh thường thì có thể hồi máu với lượng máu ảo, nhưng đôi khi lượng máu ảo đấy có thể khiến cho bạn cảm giác như kiểu hơi bị ảo tưởng một tí với những người chơi Ata không có quá nhiều kinh nghiệm. Nhưng đây là một đội hình có chống chịu, có sát thương và cũng đủ sự cơ động với Tulen, với Elandor và khả năng bảo kê và phòng thủ tốt đến từ vị trí của Alice. Team Elvo đã hoàn thành cho mình giai đoạn cấm chọn. Còn Buriram United thì chúng ta sẽ có lối chơi đánh kiểm soát đến từ vị trí của Lindit trong tay của F1 trong trận đấu này. Và tiếp đến là quân bài hỗ trợ mang thiên hướng giải ứng khống chế đến từ Chauna trong tay của EC Lindit. Đây là Summer, người chơi mà cách đây một năm anh ta còn phải ngồi thi đấu dự bị cho Buriram United. Và thậm chí là trong năm ngoái khi mà tại APL mùa 4 trước khi đến với cả APL mùa 3 trước khi đến cả LWCA 2019 thì anh ta còn không thể nào được đánh chính
Tại thời điểm này anh ta đang đánh chính thức cho đội tuyển Buriram United Esports, đội tuyển số 1 của khu vực APL thời điểm hiện tại. Đối với đội hình của bên phía Buriram United thì chỉ có chăng là sự lựa chọn Chauna là một sự lựa chọn tương đối mới mẻ tại thời điểm này mà thôi. Còn cả bốn vị tướng còn lại đều tương đối chắc cú đến từ vị trí của Buriram, đều hợp chen đến từ bốn vị trí còn lại và đều có nhiều chuyển sinh đến từ cả hai bên. Bốn chiếc đến từ mỗi bên và cái còn lại đó khí. Là đấu khí đúng không? Đấu khí cũng được lên trên vị trí của Ata, một vị tướng cũng có khả năng hồi phục tương đối tốt và đấu khí cũng có lẽ là một trong những phù hiệu để hỗ trợ và khả năng hồi phục đến từ vị trí của vị tướng này. Đây, với Ata thì anh ta có một cái ưu điểm là cái chiêu thức thuyền bạch tuộc có thể giúp anh ta chia cách đội hình đối phương hoặc đôi khi là cô lập đối phương thực hiện một tình huống bắt lẻ trong những địa hình hẹp. Thì rõ ràng tình huống đấm đầu tiên vị trí của Nunu rất tự tin đến từ người chơi đường giữa số 1 của Thái Lan. Và sau đó móc máy vào khỉ đầu lá. Islindit cũng đã có mặt ở đây sau khi có những sự hỗ trợ khu vực đường dưới nữa. Như vậy là bên phía đội tuyển Elvo thì họ cũng lựa chọn một đội hình có hai đấu sĩ ở hai khu vực cánh. Đây là tình huống mà CPL đang mang vào cùng với cả VQ. Những cú bắn của VQ khiến cho Islindit phải hơi lùi lại một chút. Và bây giờ thì F1 mới đang có mặt khu vực đường giữa này. Đồng ý. Ngay vừa đầu tiên là những tín hiệu tấn công và chào hỏi rất kiên quyết đến vị trí của 007X với Richter. Và anh ta thậm chí còn đang đạt hơn một chút về khả năng đi đường so với cả bên phía của đối phương. Anh ta đã có mặt lại khu vực trụ của mình. Và tôi nghĩ rằng là với chất tướng Richter thì cái việc anh ta phòng thủ được tên lính là một điều không quá khó khăn. Vicky đã gần hoàn thành vòng rừng của mình rồi, gần đạt cho mình cấp độ 4 tại thời điểm này. Và đang hướng tới cho mình đó là khu vực đường giữa. Họ tập trung rất nhiều người ở khu vực đường giữa. Nhưng với sự tỉnh táo của Nunu thì tôi nghĩ rằng anh ta sẽ không dễ dàng để bắt lẻ đâu. F1 cũng đã có mặt cùng với cả Incidinit tại khu vực đường giữa này. Và ngay nhanh chóng lại Elvo, họ cố gắng giải tỏa áp lực đường giữa để có thể hướng tới nhiều khả năng là han rơi thủ vệ. Đồng ý. Dành cho Vicky. Họ đang dọn đường cho tình huống ăn rơi thủ vệ đầu tiên. Có lẽ đây sẽ là tình huống giao tranh đầu tiên của trận đấu này. Đã có cú tốc biến tạo ra bởi Damski để cố gắng thoát lui đi. Trong khi đó thì sau khi có được áp lực lớn tạo ra thì các thành viên của William họ dễ dàng lấy được con rơi thủ vệ này. Và mặc dù Kim Elvo là những người chủ động muốn dọn đường để có cho mình được con rơi thủ vệ đầu tiên, tuy nhiên thì Buriram đã có thể kéo người lên một cách rất nhanh chóng với đầy đủ cả 5 thành viên. Và họ đã cướp được một cách gián tiếp con rơi thủ vệ trước thế trận đã được dàn xếp đến từ bên phía của team Elvo. Và ở khu vực đây là một khu vực khó khăn khi mà Jin, anh ta đang liên tục đánh vào đối phương để có được một lượng máu ảo giúp anh ta hồi phục nhưng không thể hồi phục kịp. Và đó điểm chính công đầu dành cho Buriram. Đó chỉ là thanh máu trắng của anh ta mà thôi. Cần phải tạo ra rất nhiều cú đánh tay anh ta mới có thể hồi lại được một lượng máu. Chúng ta có thể tham gia sự kiện dự đoán trên ứng dụng Nololive. Và hiện tại thì tỷ lệ thắng dành cho team Buriram United đang lên đến con số là 92%. Không quá bất ngờ đúng không? Khi mà Buriram United là một trong những ứng cử viên rất rất nặng ký tại APL năm nay. Và những gì mà khán giả kỳ vọng cũng khá tương đồng với suy nghĩ của tôi. Đồng ý. Bởi trong trận đấu này thì đội tuyển được đánh giá thấp hơn vẫn là đội tuyển team Elvo. Và hy vọng họ có thể gây được một chút bất ngờ lên đại diện số 1 của khu vực APL. Nhưng có vẻ APL đang đánh pressing và kiểm soát rất khó chịu. Họ tập trung vào khu vực bùa đỏ và họ tập trung đánh ngược vào vị trí của Jin bị hạ gục lần thứ hai mà chúng ta đã bị đảo đường. Anh ta đã đảo đường đến khu vực đường trên nhưng vẫn bị hạ gục và có được cả bùa đỏ lẫn cả cái mạng của Ata. Quá nhiều thành công dành cho Buriram. Jin đi đến đâu thì anh ta bị quay đến đó. Ở khu vực đường dưới anh ta lang thang ở dưới bụi gần hang bùa xanh cũng đã phải nằm xuống. Damski lúc nãy mất tốc biến, bây giờ không còn tốc biến để có thể chạy nữa rồi. Sipeng cũng đã phải dùng cho mình cái tốc biến để thoát về khu vực trụ. Rõ ràng là Buriram họ tập trung người là tốt hơn rất nhiều so với Elvo và dễ dàng để có được những mục tiêu, thậm chí bây giờ còn chơi ở trong phần rừng của đối phương một cách tự tin. Đồng ý. Và thậm chí còn lấy đi toàn bộ những gì trong rừng đối phương có thể có. Thì các thành viên của Buriram lượm gần hết và gần như là VQ không có được tài nguyên để anh ta có thể farm. Anh ta di chuyển xuống khu vực đường dưới để có thể phòng thủ được tên lính này. Không không ấy đã có mặt tại khu vực đường dưới và đây là những tình huống chống trả tương đối yếu ớt đến từ Elvo, liên tục chào hỏi khu vực rùa bùa và rừng của bên phía team Elvo đến từ bên phía của Buriram. Nunu đang có những bước di chuyển tương đối tự tin, đặc biệt anh ta còn đang chơi trên mình một quân bài rất thuận tay nữa và anh ta đang có KDA khá đẹp. Đó là 201 tại thời điểm này. 201, anh ta đã đấm được hai người trong những phút đã qua của trận đấu này. Và đây là tình huống mà Yasley đang đứng rất cao để có những tình huống khống chế với chiêu 1 của Chauna. Lúc này thì VQ có lẽ vẫn đang là niềm hy vọng của đội tuyển Elvo khi anh ta vẫn được farm từ nãy đến giờ, mặc dù đã bị lấy đi một con bùa đỏ đầu tiên rồi nhưng lượng tiền của anh ta vẫn đang là khá ổn với 2.500 tiền, chỉ kém người đi rừng của đối phương là 100 tiền mà thôi. Đồng ý. Trong khi các vị trí còn lại đến bên phía của team Elvo thì không được ổn định như VQ, khi mà lượng tiền tổng quan đang là gần 2.000 tiền tranh bạch dành cho bên phía của Buriram. Và họ đang chơi một lối đánh kiểm soát đúng với chất tướng Lindis mà F1 anh ta đang cầm tại thời điểm này. Bên phía của Buriram họ đang tự tin di chuyển vào và tạo nên một thế setup khu vực bùa xanh của bên phía team Elvo. Đang muốn rình dập và bắt vị trí của Ryoma thì phải. DIY đã bị cô lập lại tại đây và có giải ứng đến từ Isilidis. Một tình huống tấn công
không, họ đang làm tường để giúp cho F1 có thể có được cho mình cái trụ đầu tiên tại khu vực đường rộng. Không có BX có những cú lướt vào và anh ta tấn công vào vị trí của Sipeng, đặt ra cho mình dòng chảy thời không ở một vị trí không liên quan gì cả. Và Elvo phải lùi lại trong tình huống này. Jin chậm chân và anh ta đã phải lên bảng điểm số. Islinit vẫn đang là rất khỏe, anh ta bật lên cho mình quả cầu băng xương. DIY đang đến chọc choáng nhưng anh ta không làm choáng được ai cả, phải bật quả cầu băng xương và phải lùi lại. Và như vậy là giao tranh thua thiệt dành cho team Elvo thêm một lần nữa. Họ mất quá nhiều máu. Nunu vẫn còn nguyên vẹn máu và anh ta như thường lệ di chuyển vào khu vực bùa xanh đối phương. Đây là một tình huống VQ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đá trượt đến vị trí của Nunu. Nếu đó là tình huống đá trúng thì tôi nghĩ rằng anh ta đang chuẩn bị sẵn cú đấm thăng hoa đấy rồi. Hơi và quê. Chỉ chờ cho một cú đấm móc để có thể dứt điểm cái mạng của VQ mà thôi. Hơi quê đến từ pha xử lý vừa rồi của một trong người chơi đường giữa hay nhất hiện tại của giải đấu. Nhưng nói chung về mặt thế trận thì là quá dễ dàng, như Buram United rồi, họ muốn gì thì họ có nấy thôi. Họ đánh khá dạo chơi trận đấu chơi thôi, thong dong. Đối với họ thì 3 điểm này là 3 điểm rất thuận lợi để có thể khởi đầu tại APL năm nay. Team Elvo vốn là một đội tuyển không đánh giá quá cao nên họ đang thi đấu một cách tương đối điểm đạm và chắc chắn. Chắc cú vẫn là điều nên, vì không nên bỏ lỡ và đánh rơi bất cứ điểm số nào trước Team Elvo cả. Thuyền bạch tuộc được kích hoạt đến từ Z nhưng không có quá nhiều tác dụng ngoài việc cô lập lính với cả hai thành viên còn lại của Buram mà thôi. Không có bị ích. Ôi anh ta đi qua đội bạn như đi qua chỗ không người. Lần này thì dòng chảy không là đẹp hơn nhưng Damski bị cố máu rất đau và kẹt lại, đó là VQ. Anh ta đã phải nằm xuống, đó là sát thương nổ đến từ con rồng của trận đấu này. Tốc biến đến Sipeng phi thẳng vào trong trụ và thêm cái tốc biến đến từ Nunu siêu việt cho Nunu. Nào nào DIY. Rồi chọc tốt nhưng mà Nunu sử dụng cho mình quả cầu băng xương, anh ta chẳng sao cả. Truyền thuyết dành cho F1 và 8-0 dành cho Buram United Esports. Lợi thế đang là quá lớn để họ có thể có được chiến thắng trong ván thi đấu này. F1 5-0-2. KD gánh toàn bộ bản đồ đến từ người chơi đi rừng của Buriram. Và anh ta cũng đang ăn nốt của mình con bùa đỏ của bên phía đối phương. Tất cả rừng của bạn đều là rừng của F1 hết. Và anh ta đang di chuyển ăn nốt cho mình con rừng thủ vệ. Gần như là VQ không đóng góp được. Thậm chí là anh ta cũng không thể nào farm được rừng ở trong chính phần rừng của bên mình. CPNZ đang quá khó khăn tại khu vực đường giữa khi mà những tình huống hỏi thăm đến từ Buriram là quá lớn. Liên tục tạo áp lực từ khu vực bùa đỏ lên khu vực đùa xanh. VQ là người bị hỏi thăm. Anh ta dùng phá kén đẩy người F1 ra và có tình huống lao thẳng vào trong trụ đến từ Isidindit. VQ kịp thời lui về. Bật cầu băng xương đến từ VQ và thoát được đi trong tình huống đó. Nếu như không có cái cầu băng xương, tôi khẳng định rằng anh ta sẽ phải lên bảng điểm số lần thứ hai trong trận đấu này. Tà thần Seja đã ra và có lẽ đây là một trong tà thần được giải quyết sớm nhất ở giải đấu lần này. Nó vừa ra thôi khoảng 10 giây đã được ăn bởi các thành viên bên phía Buriram United rồi. Rõ ràng là bên phía của Elvo họ không dám can thiệp ở tình huống này khi Damski từ nãy đến giờ thì cũng đã nằm lại 2 lần trong trận đấu. Có tà thần Seja rất dễ dàng dành cho bên phía của Buriram. Họ đã có được quá nhiều lợi thế, khoảng cách lượng tiền hiện tại đang là hơn 4.000 tiền. Summer lại là cái bụi đó, VQ lại là người bị hỏi tham săn vực nhốt ở vị trí của VQ. VQ chạy được không? Nunu đang đến rồi, Summer vẫn đang quật VQ, VQ dùng phá kén. Và đây là Sipeng tạo ra cho mình lôi điểu. Trước đó thì người đồng đội của anh đã phải lên bảng đếm số rồi. Và cái lôi điểu đó thì chim lại chưa được nạp đủ điện trong thời điểm này. Và chưa có bất kỳ mạng hạ gục nào mà Elvo có thể tạo ra cho Buriram cả. Wow, cú đấm rất nhiều sát thương đến từ Nunu. Và bây giờ thì team Elvo đang rơi một cái thế tư đối phó khi mà đối phương ép đều được cả ba đường lính. Đường dưới tạm thời tơ lính đã được giải quyết và bớt đi một chút khó thở dành cho team Elvo. Nhưng ở đường giữa thì F1 đã có mặt cùng một con xe lính và tôi nghĩ rằng là với CPM người ta không thể nào giải quyết được tơ lính này. Có được trụ khu vực đường giữa và đây là cái trụ rất quan trọng để có thể có được cả tầm nhìn bên phía rừng của Elvo. Buriram đang làm một cách tương đối mượt mà và cũng thi đấu một cách tương đối nhẹ nhàng cho ván thi đấu này. Họ thi đấu thong thả nhưng vẫn chắc chắn mà đúng bài. Đánh như dạo chơi thôi. Đánh rất đơn giản. Lúc nãy thì Islinit còn chạy ngang qua trụ của đối phương như nhà mình. Không có gì phải ngại ngùng cả. Con bùa đỏ này được kéo ra một cách đầy khó khăn. Đối với Elvo thì VQ giờ đây anh ta còn không được chơi trong mảng rừng của mình nữa cơ. Không có ích, vẫn đang chọc ngoáy rất ghê vào các thành viên đối phương. Và anh ta gần như là không thể bị tiêu diệt ở thời điểm này khi anh ta có khả năng phòng ngự là quá ổn. Trong khi đó thì Alice chưa có cho mình triệu băng nữa. VQ bị hủy diệt bởi đó là Nunu thêm một lần nữa. Anh ta nằm xuống 3 lần trong trận đấu này. Quá hủy diệt. Lập Summer, tức có thêm một sát vực CPM nằm xuống. Và đó là một tình huống nhạy cảm đến từ vị trí của Summer. Vừa lấy được trụ lại vừa có thể khiến cho Tule lên bảng đếm số. Và huyền thoại cho bên phía của Buriram United, họ đang tiến vào khu vực trụ siêu cấp của đường dưới. Một trụ siêu cấp sẽ có dành cho bên phía của Buriram. Chỉ cần một con tà thần xê ra ngay ở khoảng phút thứ 7 hơn là họ đã có được hẳn một đường siêu cấp trước đối thủ. Trận đấu đang là cầu tuyết một cách thực sự là triệt để. Perfect game đang đến 11-0 và không bắt được cái trụ nào đến từ Buriram United cả. Họ đang tiến rất gần đến trận thi đấu hoàn hảo nhất tại APL tính tới tận thời điểm này. Khi mà không mất đi điểm gục của ai và cũng không mất đi bất cứ một cái trụ nào cả, thậm chí là cả bùa xanh bùa đỏ của họ đều ăn được. Và đây là tình huống ép vào khu vực đường trên đến từ bên phía của Buriram. Phải có dòng chuyển thời không được đặt ra để dọn dẹp cho mình tơ lính này. Họ giữ được cho mình cái trụ này, những cú đấm đến từ Nunu là rất nhiều sát thương và anh ta đá liên tục chuẩn xác. Thiếu chút nữa thì chỉ cần một con tà thần xê ra duy nhất để lấy được toàn bộ cả ba đường của bên phía team Elvo. Đó là những gì mà Buriram đang làm. Một màn thị uy thực sự trước đối thủ có thể coi là yếu nhất tại bảng đấu này. Và
Quan trọng là Buriram họ cũng chẳng lộ ra bất kỳ điều gì sau trận đấu này cả. Một trận đấu họ chơi một cách thoải mái, đánh kiểu gì cũng thắng. Thì rõ ràng là khi mà chúng ta những đội tuyển đến từ AOG muốn theo dõi và muốn tìm kiếm một vài bài đánh của Buriram thì sẽ không thu được bất kỳ điều gì trong trận đấu này cả. Đồng ý, trận đấu này không có tính chất để nghiên cứu chiến thuật cả, bởi đối phương đánh một cách tương đối nhẹ nhàng và dễ thở. Tình huống ép tiếp theo, có cả một xe lực khá lớn tại đây và đã đầu phi thẳng vào trong trụ đến từ Isilindit. Anh ta coi cho mình đó là một hỗn loạn và con xe lính một lần nữa được giải thoát. Summer đẩy lính khu vực đến giữa, có lẽ cần con tà thần xe ra nữa để giúp cho Buriram United Esports thể lấy được thêm cho mình đó là cái trụ cuối cùng khu vực đường trên này, và họ cũng đang hướng đến mục tiêu quan trọng nhất của trận đấu này. Đây là mục tiêu góp phần giúp cho họ kết thúc được ván thi đấu này, khi mà đối phương gần như là không thể có một sức bật nào đáng kể cả, thậm chí là chỉ với ba thành viên của Buriram United Esports họ ép cho Elvo phải ở nhà dọn lính và cũng không thể nào di chuyển lên quá cao để có thể can thiệp vào được tình huống an tà thần đến từ phía của Buriram. Nunu bị cống một lượng máu rất lớn đến từ Ryoma, nhưng Buriram thì mặc kệ tất cả và họ đang tiến đến với con rồng tiên phong của mình. Có thêm một tên lính khá lớn và đây có thể sẽ là một tình huống ép trụ thành công đến từ Buriram. Rồng tiên phong được thả ở một vị trí nó rất cao. Đây là cú tốc biến và sát vực đến từ vị trí của Summer. VQ ở đằng sau bắn nhưng VQ không tạo ra bất kỳ một lượng sát thương nào đáng kể cả. Sipeng đến cố gắng tiêu diệt Nunu nhưng anh ta mới là người phải nắm lại các thành viên còn lại của Elvo, phải chạy vào trong khu vực bệ đá cổ. Con rồng vẫn đang nhả vào cái trụ này, nó đang tiến dần vào và nó đang mang lại chiến thắng với tỷ số 1-0 dành cho Buriram United. Damski đang chạy vào khu vực tế đàn và các thành viên còn lại của Buriram United phá hủy nhà chính. Tỷ số sẽ là 1-0. 1-0 dành cho Buriram United Esports. Một ván thi đấu nhẹ nhàng và cái tâm lý thi đấu sau khi kết thúc trận đấu đến từ họ cũng không quá bất ngờ trước chiến thắng này. Tất cả những gì họ làm là cố gắng đánh một cách cẩn thận như là những gì họ làm ở ván thi đấu thứ nhất, là họ sẽ có được 3 điểm trọn vẹn để khởi đầu cho APL năm nay. Rõ ràng đây là một kèo quá lệch chênh lệch giữa team Elvo và Buriram United Esports, và tôi nghĩ rằng là team Elvo hơi đen khi họ rơi vào bảng đấu này, khi bảng đấu này có vẻ là không vừa sức với họ một chút nào cả. Tôi nghĩ rằng là DC Sport hay team Elvo vào đây thì cũng không vừa sức, thế mà thôi. Bản thân cái bảng đấu này nó đã là bảng đấu quá tử thần rồi, nhưng mà DC Sport ở phía bảng A thì họ còn có thể có cơ hội gây bất ngờ. Chứ đội tuyển hàng đầu của ASL mà cũng vào nốt bảng B này thì tôi nghĩ rằng là Indonesia cũng trở thành một trong những kho điểm rồi. Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn một đoạn đường rất dài, tức là vòng bảng, và rõ ràng team Elvo và DC Sport họ có thể có những sự thay đổi về mặt chiến thuật và nhân lực để có thể chuẩn bị sẵn sàng hơn cho những trận thi đấu tiếp theo tại vòng bảng. Mới chỉ là ngày thi đấu đầu tiên và chúng ta có thể rút được rất nhiều kinh nghiệm từ sau những ngày thi đấu đã qua. Nhưng team Elvo thì có vẻ như CPN, anh ta đang phải vò đầu bứt tai, rất khó đánh đến từ vị trí của team Elvo. Một động thái kiểu no do đến từ vị trí CPN. Đúng là trận đấu vừa rồi thì không có bất kỳ một cửa nào dành cho bên phía team Elvo trước Buriram United cả. Đối với Buriram thì họ chơi như kiểu là một trận đấu tập của họ vậy, rất đơn giản, các đường đi đều thắng và họ là những người có được sự kiểm soát một cách tuyệt đối trước đối phương, đặc biệt với vị trí đi rừng của F1. Người ta có KDA là 805 và là MVP của trận đấu này một cách tương đối rõ ràng. Khi mà chúng ta có một trận đấu nó thuận lợi thì thường người đi rừng sẽ là người có được danh hiệu MVP. Đồng ý. F1 với Lindy 805 một trận đấu hoàn hảo. Và đối với cả bên phía của Buriram United Esports, họ vẫn là một đội tuyển rất mạnh, họ bóp nghẹt team Elvo, và rõ ràng là chúng ta cần một trận thi đấu khác để có thể tìm hiểu được về chiến thuật và sức mạnh đến từ đội tuyển này. Đây là một trận đấu mà quá lệch 17-0, không bắt được cái trụ nào cả, một game đấu hoàn hảo đến từ Buriram United Esports, và người đặt MVP bại bên phía của team Elvo là người phải nằm xuống ít nhất, đó là DIY mà thôi. Trong khi đó thì bên phía của Buriram United thì mọi thứ đều áp đảo và chúng ta đã có kết quả cho ván thi đấu đầu tiên này. Tôi nghĩ rằng ván thi đấu thứ hai là một ván thi đấu cũng đầy khó khăn với team Elvo, có thể họ sẽ phải ra về trong ngày thi đấu ngày mai với tỷ số là 0-4 khi mà họ đang có tỷ số là 0-3 rồi. Họ đã thua 2 ván trước Flash Group và lần này họ tiếp tục thua thêm một ván nữa trước Buriram United. Về cấm chọn thì Elvo ở trong ván đấu này cũng có những lựa chọn nó khá là dị, khá là lạ, như kiểu là Ata, như kiểu là Ryoma, những tướng mà lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy tại ATL, nhưng nó tỏ ra là thiếu hiệu quả với những gì mà bộ đôi Jin cũng như là DIY đã làm trong trận đấu vừa qua. Khi mà Jin đã bị bắt lẻ tới 3 lần trong trận đấu đó, anh ta ở khu vực đường dưới cũng như khu vực đường trên thì đều là mục tiêu bị nhắm đến bởi các thành viên bên phía Buriram United. Và rõ ràng là con bài Ata trong tay của Jin chưa thể tạo ra được bất kỳ một sự khác biệt nào trong trận đấu vừa qua. Nhưng điều quan trọng đó là về mặt thế trận chung thì bên phía team Elvo là thua thiệt khá nhiều so với Buriram United, và đó là lý do mà các vị trí cá nhân của họ cũng không thể chơi hay được. Chúng ta sẽ cùng đến những highlight đáng chú ý của ván đấu vừa qua trước khi bước vào ván đấu thứ hai.
Vâng, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với những diễn biến tại bảng B APL 2020. Hiện tại thì chúng ta đang có trận đấu giữa Buriram United Esports và Team Evo. Và như tên gọi của hai đội tuyển, nếu như các bạn có không kịp theo dõi trận đấu vừa qua thì Buriram United Esports họ đang giành chiến thắng 1-0 trước Team Evo. Chiến thắng 1-0, một chiến thắng là một perfect game đầu tiên của giải đấu lần này. 17-0 là tỷ số về mạng hạ gục. Và số trụ của Team Buriram United cũng là còn nguyên khi họ đối đầu với Team Evo. Trận đấu quá chênh lệch với tất cả những gì đã diễn ra từ đầu chí cuối. Team Evo có những lựa chọn lạ mắt, nhưng những lựa chọn lạ mắt thì nó không đồng nghĩa với hiệu quả khi phải đối đầu với một đội tuyển có lẽ nếu như muốn nói đây là một trọng ứng viên hàng đầu tại giải đấu năm nay thì cũng không có gì là quá cả. Đối với đại diện đến từ ASL thì nếu như nói đây là một trong những đội tuyển gọi là đánh giá thấp nhất tại giải đấu thì cũng chẳng có gì là quá. Nhưng việc có được perfect game cũng là dễ hiểu thôi. Đồng ý. Ít ra ngày trước khi mà WeRo và Han Bùa Đỏ gặp Buriram United Esports thì họ còn có thể bay lượn với Florentino đúng không? Và thậm chí là cướp được cả Victor bùa đến của F1 nữa. Nhưng với Team Evo thì hơi khó rồi, hơi khó tại thời điểm này rồi. Tự dưng thời điểm này tôi lại nhớ đến Boca, tôi lại nhớ đến WeRo và Han quá. Và đây là các gương mặt có thành viên bên phía của Team Evo rất thất thần. Tôi nghĩ rằng mục tiêu của họ vẫn là không thua trong trận đấu này, đấy là Buriram Esports. United Esports chỉ cần họ gặt giò được Buriram United Esports trong một ván đấu đã là quá thành công với cả đội tuyển này rồi, họ sẽ chia đôi điểm với cả Buriram. Nhưng cái viễn cảnh đó cũng là tương đối khó khăn dựa trên màn trình diễn mà chúng ta vừa được theo dõi giữa Buriram United Esports cũng như là Team Evo. Còn đối với Buriram United thì họ đây là một trận đấu mà đội tuyển này mang ra một lineup mà có lẽ chưa phải là lineup họ sẽ sử dụng trong trận đấu thực sự quan trọng của mình, khi mà rất nhiều những con người đáng chú ý vẫn đang ngồi trên băng ghế dự bị, thậm chí khu vực đường dừng thì mặc dù First One là người, hay đúng hơn F1 là người được ưu tiên vị trí đánh chính, nhưng trong trường hợp mà Buriram muốn thay đổi thì Bruno Ping, người đã khiến cho đội tuyển Việt Nam chúng ta tại SEA Games 30 phải ôm sầu, rất có thể sẽ là một nhân tố khiến cho chúng ta phải một lần nữa bất ngờ trong trận đấu tiếp theo tại APL 2020. Hay, và chúng ta cũng vừa mới trải qua được một ván thi đấu mà tôi cảm nhận được rằng là tất cả những đội tuyển đến còn lại đến từ khu vực bảng B, nếu mà gặp Team Evo mà họ phải để cầm hòa trước Team Evo thì chắc chắn đội tuyển đó sẽ không vui. Bởi rõ ràng là bảng B có mức độ cạnh tranh rất khốc liệt, và chỉ cần bạn cầm hòa với Team Evo thôi là bạn sẽ rất khó khăn trong những trận đấu còn lại. Chúng ta có One Team, chúng ta có Buriram, chúng ta có Baza Gaming với những tuyển thủ trẻ, và chúng ta có Team Flash. Team Flash có lẽ như chúng ta vừa thấy vừa phải đối đầu với Baza Gaming. Với toàn những nhân tài trẻ, trong đó thì Eret 2004, Maki sinh năm 2005. 2005 là hiện năm nay đâu đó khoảng độ 15 tuổi và đảm nhận vị trí đường tà thần Seja của Baza Gaming với việc anh ta chơi ôm mềm cách rất tự tin. Và tôi để ý nhiều tình huống mà kể cả khi chúng ta có rất nhiều người che chắn cho Eli thì anh ta vẫn biết cách để có những cú bắt vào được vị trí của Eli với ôm mềm. Rõ ràng Baza Gaming một đội tuyển tuổi trẻ và tài cao. Rõ ràng rồi, họ có những tuyển thủ quá trẻ và độ tuổi thi đấu còn quá nhỏ, nhưng độ bản lĩnh thi đấu của họ thì không thiếu. Đồng ý. Nó không thể không kể đến DCB nữa đúng không? Đồng ý. DCB người chơi đi rừng lạnh lùng với Lindy. Và trông mặt cực non, trông mặt như kiểu là mới khoảng 14-15 tuổi. Thực tế thì DCB cũng rất trẻ. Rất trẻ. Chúng ta thấy rằng cách để đào tạo những nhân tài trẻ của Thái Lan mang đến những trái ngọt tương đối là rõ ràng và nhãn tiền, khi mà những đội tuyển như kiểu là Baza Gaming mặc dù đã mất đi những nhân tố đánh chính vào tay của chính Buriram United như kiểu là Zomi, nhưng khi mà họ có được những con người trẻ, những thần đồng có mặt trong đội tuyển thì vẫn đủ sức để làm khó một trong đội tuyển mạnh nhất hiện tại của Liên Quân Mobile thế giới, đó là Team Flash. Cho thấy rằng Thái Lan luôn luôn không bờ thiếu nhân tài cả, họ luôn luôn là một thế lực tại tất cả các giải đấu quốc tế mà thôi. Đồng ý. Rõ ràng rồi, bên phía của Thái Lan họ rất đề cao thể thao điện tử và những lứa đào tạo trẻ của họ cũng rất có nhiều. Những lò đào tạo trẻ, những cái đội trẻ như Buriram United thì họ có rất nhiều đội trẻ nổi tiếng, nhất là đội tuyển Buriram United Spark, là đội tuyển gọi là đom đóm, đội tuyển trẻ nhất của khu vực Buriram United, và sau đó những thành viên trẻ tuổi sẽ được mà có tiềm năng họ sẽ được đôn lên đội chính.
Và Buropin là một trong những ví dụ như thế. Có một khoảng thời điểm mà nếu tôi nhớ không nhầm thì Tao Tao cũng đã từng nằm trong đội trẻ của Buram United, và sau đó thì anh ta mới chuyển qua thi đấu cho Pop Bacon Tham. Và hôm qua thì chúng ta thấy anh ta thi đấu Cafini cũng rất tự tin. Có thể nói lứa tuyển thủ trẻ đến từ khu vực Thái Lan là một lứa rất tài năng, rất tài năng. Họ đánh có một cái sự lạnh lùng và không nao núng và không gặp bất cứ một vấn đề tâm lý nào cả. Tức là số lượng nhân tài trẻ của Thái Lan là nhiều, tôi thấy là nhiều. Như kiểu là tại Việt Nam chúng ta thì lâu lâu chúng ta mới có được một người trẻ mà mang xuất đến chúng, ấn tượng xuất chúng không? Như kiểu là Lai Bơm hoặc mới đây có thể nói là Gray chẳng hạn. Nhưng còn đối với Thái Lan thì kể ra nhiều không đếm xuể luôn. GZ cũng tương tự như thế, GZ cũng là nơi mà ở mùa giải này chúng ta đã nhìn thấy khá nhiều những người trẻ mang đến những sự đột phá. Yequi, Kevin của One Team vẫn còn chưa thi đấu. Và ngày hôm nay họ cũng sẽ có trận thi đấu đúng không? Ngày One Team cũng sẽ đánh. Họ sẽ thi đấu trận thi đấu ngày hôm nay, trận thi đấu mở màn ngày hôm nay. Mà nếu như tôi nhớ không nhầm thì họ sẽ đánh với Baja Gaming thì phải, đúng không anh Sơn? Mình kiểm tra lại lịch thi đấu. Và trong khi chờ đợi anh Sơn kiểm tra lịch thi đấu thì chúng ta cùng nhau nhìn lại những gì đang diễn ra tại studio khu vực ASL, khu vực Indonesia. Đến với team Elvo. Đội tuyển Elvo là đội tuyển có tuổi đời tương đối vào loại già dặn rồi. Dàn tuổi thì cũng vào tầm từ 20 đến 22 tuổi, tuổi trung bình. Và tuy nhiên thì những gì họ thể hiện ngày hôm nay cũng không quá tốt so với cả người anh em của mình là DG Esports trong ngày thi đấu ngày hôm qua. Đã có những sự thay đổi người hay chăng? Đây là thay người đến từ Elvo, Razer thay cho DIY. Razer, người chơi sẽ thay cho DIY trong trận thi đấu này. Họ đã có những sự thay đổi người, và đó là sự thay đổi người nhân sự duy nhất trong ván thi đấu này. Một sự thay đổi có thể hy vọng vào một sự đột biến hay một sự khác biệt. Nhưng tôi nghĩ rằng đó là điều rất khó. Bắt đầu tôi còn tưởng là Buram United Esports họ thay người để cho những người trẻ hơn họ cọ sát, đúng không? Kiểu dạng Lunoping vào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là hôm nay họ vẫn muốn để cho cái dàn line up chính đánh để có thể lấy cảm giác, đồng ý, để thể khởi động tốt nhất và trận đá tốt nhất cho những trận đấu quan trọng sắp tới. Tôi check lại lịch thi đấu rồi thì lát nữa thì One Team sẽ có trận đối đầu với Baja, đúng như Gopher đã nhớ. Nó cũng sẽ là một trận đấu tôi nghĩ rằng sẽ rất hay đấy, sẽ rất hấp dẫn. Giống như ngày hôm qua chúng ta cũng có một trận đấu đối đầu giữa hai đại diện của GCS và APL. Đó là cuộc đấu sức giữa Mad Team với Post Bacon Time. Đấy là trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1-1, trận đấu cực hay. Và ngày hôm nay thì hy vọng rằng One Team cùng với Baja cũng sẽ tạo ra một màn thư hùng đáng chờ đợi nữa. Nó sẽ là trận đấu áp chót của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và trận đấu cuối cùng sẽ là cuộc đấu sức của Pháp TV với Buriram. Wow, một kèo thi đấu giữa Khiên Di và F1. Chàng nghệ sĩ nhân dân lá cờ của khu vực AOG sẽ đọ sức với người chơi đi rừng số 1 của Thái Lan. Đó là F1 trong trận thi đấu cuối cùng của ngày thi đấu ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng các bạn khán giả cũng đừng nên bỏ lỡ trận đấu đó. Đồng một ý. Trận đấu mà chúng ta có thể tìm hiểu rất nhiều về đội tuyển hàng đầu của khu vực Thái Lan, cũng như là tiếp sức và cổ vũ tinh thần cho những chàng trai trẻ Pháp TV, khi mà chúng ta hoàn toàn có thể mong chờ vào một trận thi đấu không thua trước Buriram bởi đây là BO2. Và nếu như họ có những bài đánh chắc chắn thì Pháp TV vẫn có thể khiến cho Buriram gặp nhiều khó khăn. Thả zip này, thả zip đến từ bên phía của Buriram United, một lời thách thức dành cho team Elvo, và lập tức thì Elvo đã lấy zip dành cho Damski ở trong ván đấu này. Buriram đang có sự lựa chọn khá lạ với Aeron, có vẻ như sau ván đấu đầu tiên thi đấu một cách hoàn toàn gọi là pick tướng hợp meta và rất nghiêm túc, thì đây là ván đấu mà Buriram có những thử nghiệm chăng? Không, đó chỉ là một màn nhá hàng mà thôi, khi mà Florentino làm lựa chọn dễ hiểu hơn dành bên phía của Buriram. Sau đó sẽ là Senior. Như tôi đã nói, bảng đấu này là bảng đấu rất khắc nghiệt, nên kể cả khi Buriram United Esports họ có phải đối đầu với những đội tuyển chiếu dưới như team Elvo thì họ vẫn cần những điểm số tuyệt đối. Và 3 điểm là một điều mà họ chắc chắn phải nằm lòng và ghi nhớ trong tiềm thức ở trong ván thi đấu này. Và tôi nghĩ rằng sẽ không có nhiều sự thử nghiệm đâu, họ sẽ đánh những bài đánh triệt để nhất. Và nhìn vào Senel tôi lại thấy tín, vì chúng ta sẽ có Senel chuyển sinh, Senel chuyển sinh phù hợp với meta này đến từ bên phía của Buriram United và là một quân. Và tiếp đến họ có một con bài đấu sĩ đang gây nên sự quấy đảo rất lớn tại APL vòng bảng năm nay, đó là Florentino. Tỷ lệ thắng Florentino tại APL năm nay là khá cao. Chúng ta thấy rất nhiều những người chơi trong đó, cả Red đến từ Sài Gòn Tôn, đúng không? Người ta cũng đã chơi Florentino khá tốt ngày hôm qua. Tôi đang thắc mắc một chút tại sao các đội tuyển không nghĩ đến chuyện là họ lấy cho mình Alistair để khóa Florentino. Florentino rõ ràng là những nhịp phun hoa sẽ bị cản trở. Với Alistair chỉ gần vách ngăn hắc ám thôi, chưa gần đến mục tù vĩnh hằng. Nếu như Alistair thì điểm yếu thì rõ ràng là sự cơ động rồi. Nếu như anh thì tôi còn nghĩ rằng một quân bài khác đó Arum cơ. Arum nếu như có lẽ là khi mà trình độ kỹ năng cá nhân của tất cả các đội tuyển tại những giải đấu lớn đều khá cao thì Alistair và Arum không phải là một sự lựa chọn hàng đầu. Có thể chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện trong một trận đấu bo 5 hoặc bo 7 bao gồm Global Ban Pick.
Nhưng mà trong một trận đấu sôi thịt như thế này, quân bài mạnh sẽ được ưu tiên nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng cũng không ai muốn gọi là lấy một quân bài mà thiếu đi một sự chắc chắn về mặt luyện tập. Tôi thì vẫn nghĩ rằng là đâu đó sẽ có cơ hội để Team Flash sẽ sử dụng Alistair để khống chế Florentino. Tôi biết rằng Xuân Bách là người có khả năng sử dụng quân bài theo kiểu là thiếu cơ động một chút nhưng đầu óc một cách rất hiệu quả. Như Điêu Thuyền ban nãy đúng không? Điêu Thuyền đúng không? Điêu Thuyền, thậm chí Điêu Thuyền ban nãy còn là một quân bài gây đóng góp sát thương bậc nhất. Ừ. Một trong những quân bài đóng góp nhiều sát thương nhất dành cho Team Flash, và anh ta còn không phải nằm xuống cơ. Chính xác. Một cây DA 709 thì phải. Một cây DA rất dã man với một Điêu Thuyền vốn ban đầu chỉ đóng vai trò kiến tạo. Ừ. Mà anh ta thể gây được sát thương lớn đến như vậy, chúng ta hoàn toàn thể mong chờ vào Team Flash tại APL năm nay. Và các bạn có thể khán giả có thể xem livestream của APL ngay trên NonoLive để có thể tham gia được sự kiện dự đoán và bình luận để nhận các trang phục với giá trị là 799 quân huy. Đồng ý. Một số tiền tương đối lớn, 799 quân huy, nơi sẽ có được những trang phục đẹp, trang phục bậc SS chúng ta. Quay trở lại với phần ban pick thì Kera đã được xuất hiện bên phía của Buriram United. Một động thái cực kỳ nguy hiểm khi mà Elvo đã để hở ra quân bài Kera khi họ đã cấm đi đó là Dirac và chọn Zip rồi. Thì Kera đã được chọn bởi Buriram và Senel trước đó đã được chọn rồi, đều là những lựa chọn đáng sợ đến từ bên phía đội tuyển của Buriram. Và lựa chọn tiếp theo của Buriram có lẽ sẽ là Violet. Lượt cấm thứ hai cũng đã trôi qua với việc Buriram cấm vào hai vị tướng đi rừng có thể sẽ được sử dụng, đó là Roker và Enzo. Và Elbow thì hiện tại họ sau khi có cho mình Laville thì cấm vào hai vị trí đường giữa của đối phương là Chrissy và Rush. Nhưng nên nhớ rằng khi mà Buriram đã có cho mình một pháp sư đi rừng như Kera thì họ hoàn toàn thể mang một vị đấu sĩ ở khu vực đường giữa, không có vấn đề gì cả. Buriram, wow, khá tổng lực của mặt sát thương với Kera, với Violet và với Fratino. Đội hình mà tôi cảm nhận được rằng họ đang có một giai đoạn cấm chọn rất tuyệt vời. Họ có cho mình những quân bài mạnh về mặt sát thương, họ có những quân bài đánh chủ động ra đầu trận đấu như Fratino, như Kera, và họ có được sự bảo kê hậu thuẫn rất tốt rồi như Violet với Zeniel. Bên phía của Elvo thì họ đã có Zip và họ cũng đang nhá hàng một đó là Malok. Zip là một trong sự lựa chọn khá sáng dành cho team Elvo ở ván thi đấu này, và họ có thêm Lavi nữa. Ừ. Lavi thì trong tay của Eret. Eret phía Baja Gaming Minh là một trong những quân bài mà tôi cảm nhận được cái độ khủng khiếp của vị tướng này là lớn đến như thế nào. Cuối cùng là sự lựa chọn Lindit sẽ muốn đánh kiểm soát nhiều hơn đến bên phía của team Elvo. Họ áp dụng chiến thuật 2 xạ thủ và họ tin tưởng tuyệt đối vào việc có được sự bảo kê đến từ cả Zip lẫn Malok nữa. Một tường thành khá tốt để bảo kê cho Lavi và Lindis trong trận thi đấu này. Đường giữa có lẽ sẽ là vị trí của Malok. Malok sẽ là những vị trí đường giữa. Đường tà thần Senza sẽ là Amelie. Tức là và quyết định đánh lệch sát thương của VQ. Đánh lệch sát thương ở trong trận đấu này đến từ Elvo. Họ sẽ không có lượng sát thương phép thực sự là lớn trong trận đấu này nữa. Họ gần như là không có sát thương phép. Gần như không có, chỉ có đâu đó đến từ Zip. Tí teo đáng kể, ít lắm. Cũng không cần phải đề cập đến sát thương phép đến từ cái ác hận của Zip. Không gây được quá nhiều, gần như họ sẽ chơi với 0% sát thương phép trận đấu này. Và đó sẽ là một trong những lợi thế về ô đồ đến phía của Buriram United, khi họ sẽ không cần những trang bị kháng phép quá nhiều, mà thay đó họ sẽ dành thời gian đó để tập trung tăng tổng lực về mặt sát thương. Và chúng ta sẽ có được cả Senel và Alice trong ván thi đấu này. Senel đi đường rồng trong ván đấu này trong tay của 007X và Alice sẽ nằm trong tay Islandit. Lâu như... lắm rồi. Ừ. Chúng ta mới thấy Senel tại vị trí đường đơn. Đồng ý. Cái khoảng thời điểm mà Senel mới ra mắt thì vị tướng này thường cầm trừng trị ở vị trí đường tà thần Seja, xong lên dìu Leviathan, đi gọi là farm ké và lấy tầm nhìn cũng như là thỉnh thoảng mó được con quái của bên phía đối phương với những phép hỗ trợ trừng trị của mình, và sau đó dùng cho mình cái sứ mệnh cứu thế để đến hỗ trợ kịp thời. Nhưng đó là khoảng thời điểm quá lâu rồi, và bây giờ chúng ta thấy Senel quay trở lại vị trí khu vực đường đơn. Một sự xuất hiện tuyệt vời giữa Senel và Alice sẽ là một khả năng chống chịu cực lớn khi có bộ đôi với khả năng hồi phục, khả năng khống chế. Và tôi nghĩ rằng họ khá tự tin đấy. Tự tin. Nunu sẽ chơi Violet trong ván thi đấu này ở vị trí đường giữa. Oh. Họ sẽ nuôi Nunu khá triệt để trong ván thi đấu này. Dị thật. Dị. Một bài dị nữa đến từ những đại diện của APL. Nhưng cho thấy họ tự tin. Họ cũng rất tự tin. Họ cũng tự tin vào trận đấu này với cả team Elvo thì họ mới sử dụng một bài đánh đến như thế này. Một bài đánh mà chúng ta cũng cần phải nghiên cứu. Có Kera, có Fratino, có Nunu với Violet. Không phải là một vị trí pháp sư chúng ta thường thấy khi mà Nunu cầm nữa, mà bây giờ người ta cầm vị tướng xạ thủ. Tôi nghĩ rằng là bộ ba Nunu 007X và Islandit sẽ di chuyển cùng nhau theo hướng hiểu, và đơn giản sẽ nuôi Nunu hưởng lợi thế đến từ cả hai tên lính ở hai đường khu vực 007X và thậm chí là khu vực tường giữa nữa. Họ sẽ nuôi cho chủ lực Nunu lớn rất nhanh để có thể cáng đáng được sức mạnh của bên phía Buriram ngay từ đoạn giữa trận khi mà Violet đã bắt đầu có đủ đồ.
tức là họ sẽ không đóng cọc Nunu ở đường giữa đâu. Nunu sẽ di chuyển rộng rãi cùng với hai người chơi có khả năng chống chịu cũng như bảo kê tốt nữa. 1-3-1 đúng không? 1-3-1 với hai 1-3-1-1 cộng nhầm. Rồi, tôi đang nghĩ rằng là trong thế trận về sau thì bộ ba của Nunu, DCDT và không ấy vẫn đi cùng nhau. Nhưng mà hai cặp người còn lại đó là người chơi đi rừng First One với Kera và Platino sẽ đẩy lẻ các đường. Thì tôi nghĩ rằng chiến thuật 2-3 và 1-3-1 sẽ được ưu tiên dành về phía của Blue Dragon Esports. Tỷ lệ tham gia dự đoán trên ứng dụng Nono Live hiện tại đang là 4% cho Elvo và 96% cho Blue Dragon Esports. Thực ra là cũng không quá bất ngờ khi mà những gì mà chúng ta thấy ở đại diện hàng đầu của Thái Lan là rất tuyệt vời và có được cho mình con mùa xanh. Cơ bùa xanh đến từ bên phía của Uriam và bên phía của Elvo có những bước di chuyển, có những động thái tương tự. Chậm hơn một nhịp rồi. Ba người đang di chuyển vào khu vực hang bùa xanh đối phương nhưng như thế này thì họ không có chút lợi thế nào cả. Và đây là tình huống xuất hiện của F1. Và phía sau thì Razor đang được bắn lên trong pha này nhưng anh ta không có sát thương. Damsky bị cầu máu rất nhiều với Nunu cũng đã xuất hiện tại đây. Và Damsky sẽ là người đầu tiên phải lên bảng đếm số. Cú lộn bắn đơn giản đến từ Nunu mà thôi. Họ bị chậm hơn một nhịp và ngay lập tức sau khi hoàn thành chuỗi cơ bùa xanh thì ECD đã có mặt và ném một cú choáng đôi, khiến cho các thành viên của Elvo bị phá sản tình huống muốn tạo áp lực lên khu vực bùa xanh của F1. Một tình huống di chuyển chủ động hơn đến bên phía của Blue Dragon Esports và tình huống bắt chước tương tự đến từ Elvo lại không thành công. Và họ là những người thiệt thòi khi đã mất đi cái mạng của Damsky, đó chính là quân bài Zip dành cho team Elvo. Trong khi đó thì Violet rất lãi khi anh ta có được một mạng chiến công đầu, cùng với đó là có luôn con bùa xanh của đối thủ nữa. Sẽ thoải mái lộn bắn trong pha tiếp theo ở đây. Thì Razor đang bị quay bởi ba người bên phía Blue Dragon United, trong đó có cả Nunu, có F1 và có Vincent, những người có sát thương là đủ nhiều để có thể hạ gục được đối phương. Razor đã lên bảng. Đồng ý và Nunu di chuyển khá linh hoạt. Anh ta ngay lập tức đã có mặt tại khu vực đường dưới và có một cú vòng khiến cho Razor phải lên bảng đếm số 2. Điểm hạ gục dành cho Violet là quá thuận lợi dành cho Nunu rồi. Đồng ý. Ở phút thứ 2 với hai điểm hạ gục anh ta đang khá là lớn hơn so với những gì anh ta kỳ vọng và có dấu ám dành cho F1. VQ cố gắng lấy cho mình con bùa đỏ có bên phía đối phương nhưng F1 lại tập trung khu vực đường giữa. Mục tiêu bị chọn đó là Sipeng. Sipeng đã bị hút lại bởi cái tam giác quỷ. Rất ghê. Và lúc này thì Sipeng chưa có khả năng chống chịu nào cả nhưng anh ta mới có cho mình một mảnh giáp nhỏ nhỏ mà thôi. Còn ở đây thì Jin đã bị tấn công bởi hai người. Truy thật lực giáng vào Jin. Jin quay lại đá nhưng Jin không có bất kỳ một sức sát thương nào hết. Còn ở đây thì F1 có mặt ở đây và lấy cho mình con bùa xanh một cách quá dễ dàng. Nguy cơ rất cao sẽ vỡ trận đến từ bên phía của team Elvo vì họ mất đi quá nhiều lợi thế. Và người chơi đi rừng VQ của bên phía team Elvo như mọi khi anh ta vẫn mất đi nhiều tài nguyên rừng của mình, thậm chí là anh ta còn gặp rất nhiều khó khăn ở giai đoạn đi rừng dành cho đội tuyển của mình. Và tại thời điểm này thì điểm hạng cũng đang là 4-0 dành cho bên phía của Blue Dragon Esports. Vẫn họ có vẻ như đang muốn hướng tới một perfect game thứ hai trước team Elvo chăng, khi mà họ đang có lợi thế về cả mặt kinh tế, về điểm hạng cục và kể cả về mặt thế trận họ vẫn đang trên cơ rất nhiều so với team Elvo. Lúc này đây thì Violet đang có được lượng tiền là khá xanh xao, 2.000 tiền nhiều nhất ở trên bản đồ vào thời điểm này. Cũng đã lên cái thương đấu sĩ đồ cấp 2 của có lẽ là thương xuyên phá lên luôn cho cục. Ở khu vực đường giữa này thì sao? Tam giác quỷ được tạo ra, Sipeng bật lên tốc hành chạy quay lại quẹt quỷ kiếm không có sát thương. Summer có những tình huống lao vào rất là lướt, không có bởi ích hạ xuống cùng sứ mệnh cứu thế của mình. Jin cố gắng dọn lính nhưng Jin cũng đã bật tốc hành để có thể lùi lại rồi. Jin, người ta đã dọn được tên lính này nhưng đối phương thì liên tục di chuyển đông người cùng với nhau. Rồi, giờ không biết chạy được rồi. Bóng đầu không chạy được. Khiến phản tốc không có ý nghĩa gì cả và anh ta bị chặn toàn bộ lối đi lối về, có được cả trụ đường dưới lẫn cả điểm hạ gục của Lavi. Quá nhiều thành công rồi cho Muran cho ván thi đấu này. Đây là một ván thi đấu đang ngã ngũ nhanh hơn so với ván thi đấu thứ nhất. Ván thi đấu thứ nhất đã chóng vánh khủng khiếp rồi. Ván này còn tỏ ra là còn nhanh hơn nữa. 2.000 tiền là lượng tiền chênh lệch dành cho Muriam ở thời điểm này. Họ còn nguyên cả 5 quả cầu băng xương và cũng có 4 chuyển sinh cầm theo, giống hệt như ván đấu trước. Có một đấu khí dành cho người đi đường trên, đó là Summer mà thôi. CPN không quá cơ động. CPN đã bị giữ lại, anh ta có cho mình cú luyện ngục nhưng khoảng cách là không đủ xa để anh ta có thể chạy trốn được. Và đây là điểm cục dành cho F1. Không chạy nổi với tình huống vừa rồi, CPN tiếp tục một lần nữa là đối tượng được nhắm đến bởi thành viên bên phía của Blue Dragon United. Họ đang khiến cho Elvo ở trong một tình thế hoàn toàn là bị động, chỉ là phòng ngự mà thôi. Rất tự tin. Thậm chí những phần bắn đến từ Razor nó là mũi đối với cả Zeniel. Một cú nuốt để đưa được đội mình về đến từ Damsky. Jin thì sống lại nhưng khu vực rừng của bên phía Buram, bên phía team Elvo vẫn đang bị đe dọa rất nhiều. Summer vẫn khá tự tin mặc dù anh ta chỉ còn đâu đó dưới nửa máu mà thôi. Với Fratino anh ta có quyền để tự tin. Và đây một tình huống chủ động tấn công vào Razor, một cú dẫm và ngay lập tức kích hoạt của cầu băng xương nuốt hụt đến từ Damsky. Không,
đó là một tình huống búp giáp mà thôi, bởi ngay sau khi đối phương không thể nào hạ gục Razor thì Buran chủ động lui về, đạn thần quang bắn trúng vị trí Isindi. Khá tốt với cú đạn thần quang vừa rồi, nếu như nó trúng Nunu thì sẽ là hay hơn. Jin đang đến, Jin đang cố gắng đá vào Nunu, VQ không làm được gì cả. Khu vực đường trên thì sao, đang có áp lực ngược lại với các thành viên của Elvo. Cú nhảy được tạo ra bởi Sipeng để chặn đường về của 007X. Razor tranh thủ bắn vào cái trụ này, quay lại bắn vào 007X và có lẽ họ sẽ có được cái trụ đầu tiên trong trận đấu này. Ố, Razor lại nằm xuống rồi. Razor, Sipeng hạ cục được 007X. À, thì cuối cùng bù lại thì họ lấy được trụ. Và đây là Summer Funwa. 007X có vẻ như cái sự hy sinh của anh ta tôi nghĩ rằng là không thừa đâu, bởi đó một tình huống mà anh ta cũng đã công giờ khá nhiều cho đến khi mà các thành viên của Buram họ lên để hỗ trợ kịp thời. Đây là tình huống ép trụ ngược trở lại đến từ Nunu, Isidit và cả Summer nữa với sức bắn từ Nunu, và những con xe lính này thì họ thừa sức lấy được cái trụ này và không thể phản kháng được đến từ Viking và Damski. Đồng ý. Quá khó đánh tại thời điểm này rồi, liên tục phun hoa rất mượt đến từ vị trí của Summer và mất trụ đường trên. Lựa chọn của thành viên Elvo là họ sẽ phải lùi lại để bảo vệ những tài nguyên còn sót lại trong mảng rừng của mình mà thôi. Dù sao thì đây cũng sẽ không phải là một perfect game nữa khi mà họ đã có được một điểm hạ gục trong tình huống vừa rồi. Không có 7x là người phải nằm xuống. Họ sẽ không thể có được perfect game như ván thi đấu trước đó, nhưng về lợi thế và độ năng suất trong việc kết thúc ván thi đấu thì những gì mà tôi thấy vẫn đang là hiệu quả để từ Buram đến từ Esport. Họ vẫn đang đánh một cách rất chắc chắn, rất cẩn thận và liên tục có tình huống giao tranh gây bất ngờ với cả bên phía của đối phương. Thứ 6 đã đến, 10 điểm hạ gục hiện tại và lượng tiền đang là hơn 2.000 tiền dành cho Buram United. Như mọi khi thì team Evo chưa bao giờ đội tuyển dẫn về khoảng cách về lượng tiền kinh tế cả. Người anh em của họ là DG Sport đôi khi còn có thể dẫn tiền được với đội tuyển mạnh, nhưng với team Evo thì ở hai ván thi đấu vừa qua, hai trận đấu vừa qua hay là đầu tiên với cả Flashwood thì họ vẫn không thể nào hơn tiền được so với cả bên phía của đối phương. Lúc nào khoảng cách cũng là 2.000 tiền băng vào với luyện ngục đến từ Sipeng. Sipeng băng vào với luyện ngục nhưng anh ta không có được sát thương nhồi vào, và khi mà không có 7x đến cùng với những người đồng đội của mình thì tạo ra một lượng sát thương là lớn hơn. F1 đến đây, Sipeng cố gắng lết đi, anh ta lết được ở trong tiếng này. F1 lướt qua bên kia bờ tường và không có ai phải nằm xuống cả. Đồng ý. F1 đến mà ngay lập tức là bên phía của Elvo phải lui về. À, tiếp tục ép đánh, tiếp tục ép đánh. VQ đang có mặt ở khu vực đường cánh. Damski búp ra một lượng giáp. Jin đang có khả năng chống chịu bật lên quả cầu băng xương, nhưng anh ta sẽ phải lên bảng điểm số trong tình huống này với mạng siêu việt dành cho Summer và chặn đầu bằng dòng chảy thời không khiến cho một người nữa phải lên bảng là VQ. Tiếp tục có xe lính được đẩy vào khu vực đường giữa này và họ sẽ có trụ một đường giữa. Quá đáng sợ, quá đáng sợ. Sẽ có được cái trụ này và Nunu là người có được nó. Mọi thứ là rất khó khăn đối với cả bên phía của team Elvo. Nunu vẫn chưa muốn dừng lại. Anh ta đang dướn lấy thân mình lên để đứng lên rất cao, liên tục cầu máu đối phương. Em quan đến với con tà thần Seja cùng 007X. Nunu cố gắng lấy nốt con mùa xanh của bên phía Elvo. Và chúng ta sẽ có được một tình huống ăn tà thần Seja tương đối dễ dàng dành cho bên phía của Buram từ không. Sipeng đã có mặt tại đây. Sipeng có luyện ngục nhưng Sipeng bị làm choáng, nhảy chậm, chắc chắn là nhảy chậm. Anh ta quẹt quỷ kiếm, Islindit có hồi máu. Sipeng kẹt lại bị F1 đang dồn đam lên bảng điểm số. Razor ra nhưng Razor lạc lõng thực sự ở trong tình huống này và mất đi hai người vẫn đang tràn lên, đó là thành viên của Buram United. Cú hút đến từ Damski, anh ta sử dụng cho mình lăn lông lốc để có thể chạy về nhưng VQ bị hủy diệt. Double kill dành cho Nunu, tiếp tục tràn lên, đó là Buram United họ đang muốn lấy đi toàn bộ gia trụ ngoài của bên phía Elvo trong tình huống này. Quá mạnh đến từ Buram. Tình huống giao tranh ngay từ Han Tà Thần Xê Gia đẩy ngược đối phương lui về trong nhà và khiến cho đối phương nằm xuống đến 3 thành viên. Và dẫu cho họ có nhiều chuyển sinh nhưng đây một tình thế tương đối khó khăn đối với cả bên phía của Elvo khi mà giao tranh liên tục có thắng lợi đến từ Buram, Summer và cả Isidit cũng như Nunu đang có mặt tại khu vực đường giữa. Elvo đang phải căng mình ra để phòng thủ tên lính này dù họ có nhiều hơn một thành viên so cả các thành viên của Buram. Và VQ đã kịp thời hồi sinh. Con dầu tiên phong đang đến từ khu vực đường trên cùng với First One và Nunu. Bây giờ rất khó có người nào đó có thể cản đến những tình huống bắn đến từ Nunu. Rất khó rồi. F1 đang có mặt đường trên này, dồn thả ở đường trên và trụ hai đường trên chắc chắn sẽ thuộc về Buram United. Sipeng cố gắng ở lại quẹt quỷ kiếm giải quyết con xe, nhưng con rồng thì không ai dám thò lên để có thể giải quyết đi nó cả. Summer đang đứng cao lên và thiếu chút nữa thì anh ta có thể lấy được trụ ở thềm khu vực đường giữa rồi. Isidit làm gì này? Chiều người à? Chiều người rất khó chịu, đứng yên bất động. Cosplay pho tượng đến Isidit. Anh ta chờ cho đến khi tên lính cùng dòng tiên phong đến cùng với Nunu, sau đó sẽ là thả chiêu cuối đến từ Isidit để có thể ép giao tranh hay chăng đây Nunu. Chiêu người đến từ Isidit chưa thả chiêu cuối, rất lòng vòng. Đây bây giờ mới thả chiêu cuối kèm theo một cái choáng ở giữa đầu Razor và họ không có khả năng để phòng thủ khu vực trụ đường trên nữa rồi. Và tràn vào đường giữa đó là ba thành viên còn lại của Buridam, cố gắng để lấy đi toàn bộ cái trụ bậc thềm ở đường giữa này, nhưng bên phía của Elvo vẫn đã phòng ngự được và tơ linh thứ hai đang được đẩy dần vào khung tường trên. Nunu chỉ cần đợi cho đến khi mà lính chạm vào thềm trụ, anh ta sẽ có những cú bắn vào đây. Một tình huống Sipeng dù chuẩn bị luyện ngục ngay sau cú đạn thần quang thành công đến từ Razor, nhưng anh ta là người tụt máu nhiều hơn
họ vẫn kiên quyết giữ được cho mình cái trụ ở khu vực đường trên. Những cái trụ thứ hai ở khu vực đường dưới thì đã mất rồi, và thêm họ đang chịu. Ép rất đều, họ ép đều ba lính ở cả ba đường, và đây là băng thẳng và trụ đến từ Buriram. Có lẽ là chịu đến từ phía của team Envo rồi, không có người X xuống với sứ mệnh cứu thế của mình. Damski bật lên quả cầu băng xương để chỉ có thể cứu vãn mạng sống của mình thêm khoảng một vài giây mà thôi. Bên phía Envo đang cố gắng để phản công trong tiếng này, nhưng họ đang mất đi những chủ lực của mình, đó là Sipeng, đó là VQ, người vừa mới phải bấm cho mình chuyển sinh để có thể quay trở lại. Islit đang bị bắn, Islit có thể sẽ phải nằm nhưng không, anh ta có thể thoát được về, và Nunu cũng đang bị tấn công. Nunu có cú lộn, Nunu quay trở lại trả ra thương, và Damski mới đang là người phải chạy đi. Như vậy là Razer đã lên bảng điểm số. Nunu còn sống, Nunu vẫn đang bắn, và anh ta đang bắn nát đội hình của bên phía đội tuyển team Elvo. Thần thánh dành cho Nunu, và chỉ còn một mình Razer mà thôi. 8 giây nữa Sipeng sẽ ra, tôi nghĩ rằng họ hoàn toàn có thể hạ gục nốt cả Razer, bởi tơ lính rất to đang đến tại khu vực đường trên. Có lẽ là hết rồi. Và sẽ có sân bay dành cho Buriram. Trước tiên là sân bay đã, và sau đó sẽ làm tình huống dọn đường. Razer ra cố gắng hạ gục được một người, đó là Isilidis. Cú nhảy này khá tốt đến từ Sipeng, nhưng đó chỉ là cú nhảy trong vô vọng mà thôi. Và như vậy là chúng ta sẽ có chiến thắng 2-0 dành cho Buriram United, một màn dạo chơi của Buriram trước đối thủ có thể coi là yếu nhất tại bảng B. Nunu cày nát đội hình của bên phía đối phương với vài led trong ván thi đấu này. Một bài đánh rất dị nhưng lại tỏ ra hiệu quả đến bất ngờ với sự bảo kê quá tốt đến từ Alice cũng như Senel. Nunu có một tuổi thơ đẹp như mơ khi có được hai điểm gục ngay trong 2 phút đầu tiên, và anh ta cày nát đội hình đối phương ở những giây phút về sau. Chiến thắng cho Buriram United Esports, và đây là một bài đánh rất khó chịu đến từ đội tuyển số 1 của khu vực APL. Violet đường giữa, và Violet đường giữa đã tỏ ra cực kỳ hiệu quả trước đội tuyển Elvo, và đó là chiến thắng cách dễ dàng. Tôi nghĩ rằng đây là một bài đánh mà ở đội tuyển Buriram họ thi đấu với một tâm lý thực sự thoải mái thôi. Còn để kiểm chứng sức mạnh thực sự thì họ sẽ cần phải đối đầu với một đội tuyển nặng ký hơn là Elvo. Đó là 3 điểm dành cho Buriram United, một khởi đầu hoàn toàn là dễ dàng dành cho đội tuyển được coi là mạnh nhất ở khu vực APL trong giải đấu lần này. Và đây là những gương mặt thất thần đến từ team Elvo. Họ sẽ phải ra về trong ngày thi đấu ngày hôm nay với thất bại là 0-4. Thua hoàn toàn 2 trận trước Flash World cũng như là trước Buriram United Esports. Nhưng tôi nghĩ rằng đây là cơ hội cho học hỏi. Học hỏi rất nhiều kinh nghiệm đến từ đội tuyển mạnh trước khi quay trở về ESL. Và đây là MVP của trận thi đấu này, đó là Nunu. 9-0-10 giã nát đội hình của đối phương với Violet. Một con số tiền đó là 8.900 và điểm MVP là 13.5. Nunu, chúng ta biết đến anh ta bởi việc anh ta chơi rất tốt những vị tướng tại khu vực đường giữa. Nhưng giờ đây khi anh ta chơi xạ thủ đường giữa với sự kèm cặp và hỗ trợ đến từ 007X và ECDD thì anh ta còn tỏ ra một con quái thú nữa. Bắn nát đội hình đối phương đến từ Violet của Nunu trong trận đấu này. Một con số thì rõ ràng anh ta là người có được xét nghiệm MVP. Đây là con số của ván đấu vừa rồi. Sát thương lên tướng mà Nunu đã có trong ván đấu vừa rồi rất lớn, 140.000 sát thương. Con số còn lại thì được chia phần nhiều dành cho F1 với vị tướng Kera. Những pha lao vào Kera cũng là rất khó chịu, nhưng Islandit với 20 lần tham gia các mạng của Buriram United cũng là một người đã góp công rất lớn trong chiến thắng vừa rồi. Đối với Elvo thì MVP bại là Sipeng với con bài Malok, không có gì đặc biệt cả. Jin 040 là cây đây của anh ta một lần nữa, thì Jin liên tục bị chăm sóc rất nhiều bởi các thành viên bên phía của Buriram United, còn VQ cũng chẳng tạo ra được lượng sát thương đủ nhiều. Người chống chịu nhiều sát thương nhất của bên phía Elvo đó là Sipeng, cũng đến từ việc anh ta luôn luôn là người bị đưa ra để làm tường cũng như là để cho Buriram United có xả sát thương vào. Những cú lệnh đến từ Sipeng cũng không quá ấn tượng. Bây giờ anh ta vào thay thế cho DIY thì cũng không quá mấy nổi bật cả. Mọi thứ không có gì bất ngờ ngoài việc họ đã giúp cho ván thi đấu này không phải là perfect game như ván thi đấu thứ nhất, thì cũng có một chút những sự cải thiện, nhưng sự cải thiện đó nó chỉ là những thứ chỉ tiểu tiết, nó quá là nhỏ mà thôi, và nó cũng không khiến cho team Elvo có được cho mình chiến thắng. Đây là một kết cục mà chúng ta có thể dự đoán trước với nhau rồi, nhưng mà Buriram United Esports thì quá mạnh, còn team Elvo thì hiện tại là đội tuyển được đánh giá là yếu nhất tại bảng B này. Như Hipover đã nói thì nếu như đội tuyển nào phải hòa những team Elvo thì nó thực sự sẽ là một dấu hiệu rất đáng lo. Lo cho cả đội tuyển đấy. Lo cho cả đội tuyển đó luôn, bởi vì chúng ta cũng biết rằng đây là một bảng đấu có sự cạnh tranh quá lớn, cạnh tranh là rất lớn. Đến team Flash vừa rồi khi đối đầu với Baza Gaming cũng đã chỉ có được một điểm mà thôi. Ngày nay chúng ta vẫn sẽ có một trận đấu nữa của một đại diện đến từ khu vực AOG đối đầu với đại diện của APL, khi mà FAPTV sẽ gặp Buriram. Khó. Đây cũng là một kèo đấu khó. Căng. Rất căng, nhưng mà trước tiên thì ngay sau trận đấu này chúng ta cũng phải đến với cả trận đấu BAOG đã. Team Flash sẽ gặp FAT TV.
Và rõ ràng là với việc họ đã để Team Flash đã để hòa Baja Gaming tỷ số là 1-1, tôi nghĩ rằng họ đang rất muốn có được 3 điểm trước Fast TV để có thể cân bằng được điểm số trong ngày thi đấu ngày hôm nay. Họ sẽ cần phải thắng trước Fast TV, nên nhớ rằng là Fast TV là một đội tuyển có phần nào khá kỵ dơ với Team Flash khi mà họ đã có được chiến thắng trước Team Flash ở giải đấu quốc nội chúng ta rồi. Và đây là trận đấu mà nếu như Team Flash họ vấp ngã và chỉ có được 1 điểm thì sẽ là một chặng đường gian nan dành cho đội tuyển là đứng số 1 của khu vực AOG ở giai đoạn vòng bảng của giải đấu APL 2020. Giải đấu mà cho đến hiện tại thì có vẻ như với những gì chúng ta đang chứng kiến thì Thái Lan ở khu vực APL đang là nơi có những đội tuyển có sức mạnh là lớn. Cái khả năng mà họ thích nghi với meta chuyển sinh đang cho thấy sự hiệu quả cực kỳ lớn so với các khu vực khác. Đồng ý. Đó đến từ việc là họ là một đội tuyển, thứ nhất là có những sự đào tạo về chuyên môn, về cả môi trường thi đấu và tập luyện đều rất tốt nữa. GCS và APL, hai khu vực hiện tại đang cho thấy sự tiếp thu và thích nghi rất tốt với cả meta chuyển sinh. Còn khu vực AOG của chúng ta có vẻ còn một chút những sự gượng gạo nhất định khi mà giải đấu quốc nội của chúng ta không chơi chuyển sinh. Và chúng ta có lẽ cũng sẽ cần một khoảng thời gian dài mới có thể tiếp thích nghi được tốt hoàn toàn với cả meta này. Và chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi trong ít phút đến với tình huống hay nhất của ván thi đấu vừa qua trước khi đến với trận thi đấu giữa Team Flash và Fast TV. Và hết ván bài chúng ta sẽ xuống luồng và chúng ta sẽ quay trở lại và tiếp tục đi đâu cả. Ngay sau đây thì đó sẽ là trận đấu giữa Team Flash và Fast TV.